Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tai nạn giao thông ngày hôm nay, ngày 18 tháng 5, qua việc đề cập đến tình huống giao thông nguy hiểm được người dùng mạng xã hội đăng tải. Vụ việc xảy ra vào ngày 7 tháng 4 vừa qua được camera an ninh khu vực ghi lại. Theo đó, một người phụ nữ điều khiển xe đạp khi đến một ngã rẽ đã di chuyển sát đầu chiếc xe tải ben đang rẽ phải. Trong lúc đánh lái, xe tải ben đã va trúng người phụ nữ khiến nạn nhân ngã xuống đường. May mắn là phương tiện này không đi quá nhanh, trong khi người phụ nữ kịp thời bỏ ra ngoài thay vì lọt vào gầm xe. Như vậy mà thoát nạn. Dù vậy, tình huống này vẫn khiến không ít người theo dõi cảm thấy rùng mình. Đây không phải là lần đầu tiên mạng xã hội xuất hiện những đoạn clip ghi lại các vụ va chạm nguy hiểm tương tự. Cách đây không lâu, khoảnh khắc nữ tài xế xe máy trong lúc sang đường đã dừng trước đầu xe tải ben, sau đó bị phương tiện này va trúng. Nhưng may mắn thoát nạn cũng từng khiến dư luận bàn tán xôn xao. Thưa quý vị và các bạn, điểm chung của cả hai vụ việc trên là người điều khiển xe hai bánh đã rơi vào điểm mù của tài xế ô tô. Trên thực tế, tài xế cầm lái các phương tiện có tải trọng lớn sẽ rất khó quan sát những thứ gần sát phương tiện của mình. Do đó, một quy tắc hàng đầu của người điều khiển xe đạp, xe máy cần nhớ là tuyệt đối không di chuyển gần những chiếc xe tải ben, xe container hay xe trộn bê tông. Bởi chỉ cần một chút bất cẩn, chúng ta cũng có thể bị những phương tiện này va trúng rồi cuốn vào gầm. Và tất nhiên, không phải ai cũng may mắn như hai người phụ nữ kể trên. Để tiếp tục bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thông tin về một số vụ tai nạn giao thông xảy ra trong ngày. Tính đến thời điểm 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, chúng tôi đã cập nhật được ít nhất 2 vụ tai nạn khiến 2 người không qua khỏi. Khoảng 1 giờ sáng nay, Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Trương Dương. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận xe ô tô tải loại 2,4 tấn mang biển kiểm soát Hà Nội va chạm với xe mô tô Honda Way do một nam thanh niên điều khiển. Sau tai nạn, chiếc xe tải lật nghiêng trên cầu Trương Dương, tài xế xe máy tử vong tại chỗ. Công an phường Ngọc Lâm đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, phối hợp với các bên liên quan để thụ lý giải quyết. Bước đầu xác định, nạn nhân tử vong sinh năm 2001, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội, có tài xế điều khiển ô tô sinh năm 1982, trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1986, ngụ tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 65C-15778 chạy trên quốc lộ 57C theo hướng từ huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, đi thành phố Bến Tre. Khi đến địa phận thuộc ấp An Thuận A, thuộc xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, thì bất ngờ tông vào đuôi xe ô tô tải đang lùi xe ra đường quốc lộ. Cú tông mạnh khiến anh Cường bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện. Hiện, vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Khoảng 11 giờ 55 phút chiều qua ngày 17 tháng 5, trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, thuộc phường Tân Bình, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ tai nạn khác khiến hai người bị thương nặng. Theo camera an ninh, thời điểm trên, hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy mang biển kiểm soát 65H1-47456. Chạy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai theo hướng Bình Dương, thành phố Biên Hòa. Khi đến giao lộ với đường Huỳnh Thị Tươi thì va chạm trực diện với xe ô tô 4 chỗ chạy hướng ngược lại đang rẽ trái. Cú tông mạnh làm hai nam thanh niên ngã xuống đường nằm bất động. Sau đó được công an phường tới đưa đi vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tại hiện trường, đầu xe ô tô bị lún sâu vào trong, còn chiếc xe máy biến dạng, hai phương tiện nằm chắn giữa đường. Trong chiều qua vào khoảng 16 giờ 40 phút, xe ô tô mang biển kiểm soát 75A-06921 do một người đàn ông điều khiển ghé qua trạm xăng dầu số 21 bên tuyến đường quốc lộ 49A, đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để đổ xăng. Khi rời khỏi đây, do tài xế đạp nhầm chân phanh qua chân ga, chiếc xe ô tô bất ngờ tông thẳng vào trụ bơm xăng gây cháy. Phát hiện sự việc, những người ngồi trên xe lập tức mở cửa thoát ra ngoài. Các nhân viên cửa hàng xăng cũng nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Bởi lúc này ngọn lửa đã cháy lan sang xe ô tô và làm cháy xém các cột xăng bên cạnh. Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều một xe chỉ huy và hai xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ đến dập tắt đám cháy. Được biết vụ hỏa hoạn khiến trụ bơm xăng và chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng. Sự cố đáng tiếc này cũng chính là lời nhắc nhở các tài xế cần đặc biệt cẩn trọng khi điều khiển phương tiện đến gần các trạm xăng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.